Rồi, bữa nay bàn giao xe Kia mới lấy cho anh trai ở gần nhà anh em ơi. Đó, trao đổi xe. Đó, anh lấy lại của anh trai con Hyundai. Đó, nhượng lại cho anh con Kia. Và anh đang đếm tiền nè. Đó, em bù tiền cho anh trai nè. Đó nè. Kia nè để bán cho anh trai ở gần nhà nè anh em. Xe về cũng được vài xe rồi. Đó, anh trai xe K3600 nha anh em, cực kỳ đẹp nha. Không có bằng nhiều về xe đâu, có máy lạnh luôn em. Quá trời xuất sắc rồi. Lắp sảy combo 7 luôn. Còn lắp đẹp nha. Xe mới về chưa lên sóng đó, anh trai rước rồi nha. Tiếp tục về ngoài kia này nha. Ngoài này em này nữa đó. Rồi đủ anh ha. Rồi ok. Cảm ơn anh trai nhiều. Đúng rồi, để đó em đi xét con kiểm cho anh chứ. Rồi ok. Rồi cảm ơn anh trai rất nhiều nha. Rồi mai cứ xong thì báo rồi, cho em. Xong rồi em gọi điện cho anh nha. Dạ rồi ok. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha.